Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hòa. Trước mặt các bạn là Vương cung Thánh đường Jens ở phố cổ Praha, Cộng hòa Séc. Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 13 cho các tu sĩ dòng Francisco. Lúc đầu, nó được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic. Trong các thế kỷ sau, nhà thờ đã được xây dựng lại. Nó được xây dựng theo phong cách kiến trúc Baroque. Trong quá trình xây dựng, họ đã bổ sung thêm hơn 20 bàn thờ. Chiếc đàn organ đã được lắp trong năm 1702. Sang thế kỷ 20, vào năm 1974, nhà thờ được giáo hoàng Pôn VI trao tặng danh hiệu danh dự là Tiểu Vương cung Thánh đường. Nhà thờ còn là nơi an nghỉ cuối cùng của bá tước Vladislav, sứ Mitrovice, một thủ tướng người Bohemian của hoàng đế La Mã thần thánh Joseph I. Ông đã qua đời tại Viên vào năm 1712, nhưng hài cốt của ông đã được chuyển đến Praha vào năm 1714 sau khi hoàn thành ngôi mộ Baroque tráng lệ. Đàn organ trong nhà thờ là cây đàn nguyên bản, có từ năm 1705, là tác phẩm của nghệ sĩ organ người Séc nổi tiếng là Abraham Staglica. Qua nhiều thế kỷ, đàn organ đã trải qua nhiều lần được điều chỉnh để phù hợp với những sáng tác hiện đại. Lần tái thiết lớn cuối cùng được thực hiện từ năm 1981 đến năm 1982, trong đó phần âm thanh gốc của Starica đã được phục hồi. Phần lớn các ống đàn vẫn nguyên bản và được bảo tồn nhiều với nhiều màu sắc lãng mạn thú vị. Nhạc cụ hiện nay có 4 hướng dẫn, 91 điểm dừng và 8.277 ống đàn. Ngoài ra, trong nhà thờ có một cẳng tay sắc ướp ở bên phải lối vào lăng mộ. Cẳng tay này có từ niên đại cách đây hơn 400 năm. Không ai biết chính xác cánh tay được treo trong nhà thờ ở đó khi nào, nhưng câu chuyện kể về cánh tay là một huyền thoại. Câu chuyện kể rằng, cách đây rất lâu, có lẽ vào khoảng thế kỷ 16-17, một người đàn ông đã bước vào nhà thờ ban đêm. Ông bước qua cùng một ngưỡng cửa mà nhóm du khách vẫn bước qua. Giống như họ, ông đã kinh ngạc trước vẻ đẹp của nhà thờ. Nhìn những viên đá quý vàng lấp lánh trong ánh nến, những viên ngọc trang trí trên một bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh đã thu hút sự chú ý của ông. Lòng tham của ông trỗi dậy và ông trèo lên nạy một bức tượng ra. Bỗng lúc đó, bàn tay lạnh lẽo của bức tượng quấn lấy cánh tay ông và giữ ông ở đó cho đến sáng. Khi một nhóm tu sĩ phát hiện ra, họ cố gắng giải thoát cho ông, nhưng vô ích. Người đàn ông, một tên trộm tham lam, vẫn bị dính chặt lấy bức tượng. Các giáo sĩ đã phải nhờ đến giáo dân giúp đỡ. Những giáo dân gần đấy đã phải dùng dao để chặt đứt cánh tay của người đàn ông. Khi mọi chuyện kết thúc, cánh tay đã được cắt bỏ. Bức tượng buông tay ra và trở về tư thế thanh thản của mình. Câu chuyện trên thực hư không biết ra sao, nhưng hiện nay trong nhà thờ vẫn còn treo cánh tay của tên trộm năm xưa. Cánh tay đen khô héo treo trên trần của Vương cung Thánh đường Jens ở phố cổ Praha như một lời cảnh báo nhắc nhở người ta rằng người tham lam, thứ vốn không thuộc về mình, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy một kết cục bi thảm.
Thank you.